afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người quay trở lại tiếp tục với kênh của mình nhé. Vừa mới vào đã lag rồi, khổ thật đấy. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Medai, một cựu, không phải cựu nữa mà kiểu siêu lão luôn á. Nói chung là Hunter mạnh về cái khoản nhốt người, đúng không? Ngoài ra thì lau kiếm nhanh này, đi cũng nhanh này, phá ván cũng nhanh, đúng không? Phá ván hình như là chỉ thua mỗi Balloon thôi, đúng không ạ? Đấy. Còn yếu ở chỗ là tạo rào, nhiều khi bây giờ tạo không phải cấu máu sơ nữa mà là tạo để nhốt sơ mọi người. Đó, ngoài ra thì cái máy nó rất là ít. Thứ ba nữa là sơ nó có thể phá cái máy tạo rào của mình. Đấy, mọi người thấy trên bản đồ nó hiện không? Là có hai đứa nó đang rục rịch cái máy của em rồi. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ là muốn búp bét ai thì nên búp cái kiểu là survival không thể phá nữa. Hoặc là giới hạn phá cái máy mã hóa của tôi thôi. Tại vì tôi cũng có cái máy mã hóa riêng mà. Trời đất ơi. Đây mọi người thấy tốc độ của Medai nó di chuyển chưa? 10 con lính thuê bơi vô đây ha. Và Medai là một nhân vật nếu như mà các bạn sử dụng thêm cái gồng đòn đánh để tăng tốc độ chạy ấy. Ui dồi ui. I'm a monster. Đúng không? Không phải Medai nữa. Bực ghê ấy nha. Bà này chắc đang sợ tôi bling á, cho nên là bà phải nhảy xuống. Thanh niên chủ tế qua đây rục rịch tạo vòng đó. Bling. Này mọi người coi này. Ui xồi. Đấy, đầu kiếm rất là nhanh nha. Coi có ai không? Phá miếng coi. Phá. Phá luôn. Đấy. Lâu lắm rồi chơi Medai. Rất là nhiều bạn không thấy Medai trong cuộc sống xã hội này luôn á. Kiểu Medai giống như bị tàng hình trong cuộc sống rồi đó. Cho nên là em phải lôi lại ngày hôm nay em chơi lại. Chắc cũng phải hơn một tháng mấy, hai tháng rồi mới cầm lại Medai để chơi cho mọi người xem. Nên là nhiều khi cũng rất là run, đúng không? Nhưng mà cũng phải cố gắng chơi. Tại vì đảo tới đảo lui, xào qua xào lại cũng mấy nhân vật này chứ không có nhiều. Rồi, bây giờ là em sẽ bắt đầu chơi trò chơi gọi là nhốt chó, mọi người ơi. Ôi, tôi chết rồi. Cái con kia nó vòng qua nó cứu, nó búa vô đầu. Này gì? Búa vô đầu. Mình bắt chủ tế luôn nha mọi người. Trận đấu này có bác sĩ với cả chủ tế nữa. Rất là mệt luôn á. Mình chủ tế còn đỡ nha, chứ nói về bác sĩ là mình phải bắt nó. Nếu mà có thấy được nó là phải bắt nó đầu tiên đấy. Mình không thấy là phải chấp nhận thôi. Cô là phải lên ghế. Cô đó. It's you đó. Tyler thì có câu it's me đó. I'm the problem, it's me đó. Còn you á nha, you là cái con pre-edit đó. Giang mấy con tiện tì này vô lãnh cung dùm. Ở ngay khu cầu này có hai cái máy cũng rất là thơm để mình dễ dàng mình nhốt bà bướm trong băng, đúng không? Bà này là bà bướm trong băng. Bướm hóa đá đó. Sờ vô con bướm là thấy lạnh ngắt rồi đó mọi người. Cái tên skin nó là vậy nha, chứ không phải là tôi nói gì bậy bạ nha mọi người. Bước vô là lủng cái tàu đầu liền. Sao mà cứu được. Nhốt như lãnh cung, vực khung cung nương nương nữa. Ngươi là cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Từ khi ngươi đến Lăng Hoa Điện, ngươi đã nói gì với vực khung cung nương nương? Trời ơi. Đó, cơ hội là thoát. Bước vô. Búa vô đầu liền. Tôi chỉ chờ hết nước hoa tôi gõ vô một cái rồi nó sợ ngay thôi. Sao? Một vòng. Còn nữa không? Hồi bling rồi nè. Rồi, hai vòng. Hết chưa? Hết vòng chưa? Trả lời. Búa vô đầu. Còn vòng đâu mà chơi. Đúng không? Hết vòng rồi. Hết thời. Không còn tương lai nữa. Những cái rào mà để gần ghế tên lửa có người ngồi, hoặc là cái máy mã hóa mà đang giải ấy, hoặc là cổng đang mở, thì kiểu giống như là nó sẽ hết rất là nhanh nha mọi người. Nên là nhiều khi mình thấy bực mình dã man.
Còn nếu như mà tạo rào ở những khu vực xung quanh map thì cái rào dựng rất là lâu, thậm chí là sơ nó ngủ chỏng luôn á. Giờ mà nhốt bốn bức tường như vạn lý trưởng thành nhốt vô thì chỉ có con Annie nó bung dù lên nó bay thôi, hoặc là cái con gì mà phi hành gia vũ trụ gì đó, cái con island á, cái con người ngoài hành tinh á đó, là nó chắc là nó bay qua được, còn bay được không thì không biết, tùy duyên. Đem giam cầm cái con hương sục lại mọi người ạ, à, tránh cái việc nó nhảy cửa sổ. Dâu, rồi khỏi đi nha má, má ở đó luôn đi má. Rồi xong, giật khung cung nương nương. Trời ơi, Túy Ngọc Hiên nè. Trời ơi, nhân vật chính nào cũng sẽ phải ở lãnh cung thôi, hiểu không? Thôi rồi, giam cầm mấy cái máy lại, không cho nó đẻ trứng. Khó chịu ghê á, tại vì có bác sĩ Hiêu bực mình, rất là bực mình luôn. Trong cái nhà này thì cái máy nó cũng không có, ngày xưa có cái máy trong đây này. Ủa có không? Có. Xíu thì hả, tàn đời. Trời ơi, đứng Hiêu rất là ngây thơ nha mọi người. Đứng Hiêu mà kiểu không còn tương lai luôn. Trời ơi, cái gì đấy? Wow, thợ vườn vô cứu à? Đã cứu rồi. Ô, cô ấy còn đòi chặn cửa tôi, trong khi cô ấy là một người đã được cơ hội lên chiếc ghế ghế nóng của chương trình HTV, ghế tên lửa, giam vô lãnh cung dùm, không còn tương lai nữa ha. Một khi cưng đã vào lãnh cung rồi thì không thoát được đâu. Nó chỗ đâu mà chạy, giam hết rồi. Trời ơi, giật khôn cung hoặc là Túy Ngọc Hiên. Giật khôn cung thì có Như Ý ở đó, còn Túy Ngọc Hiên thì có Chân Hoàng. Để em giam cái máy này lại, không cho nó đẻ trứng mọi người. Ồ, tính sương sương ra là có những chiếc máy nhưng mà không thấy dấu hiệu của thợ vườn đâu. Ok. Trời ơi, bây giờ là cái việc mình cần làm là phải để dành cái năng lượng ở cái phần ghế này lại. Đấy, bạn bác sĩ đi cứu này. Bây giờ là mình bật tia sét lên này. Bước ra đây. Không còn tương lai nữa ha. Đối với như mấy em á, không cứu được hương sư đâu. Lan. Ấy, thơm quá mọi người ơi, lâu lắm mới chơi mét ai. Thật ra em vừa mới xem mấy cái clip để truyền thêm cảm hứng, truyền thêm cái sức mạnh để có thể chơi mét ai đó mọi người, chứ thực ra là chơi dở kinh khủng. Đây, thợ vườn đi cứu à. Mình giam chị bác sĩ lại là xong, rất là dễ luôn. Thì ra là chọn cái chết, không còn tương lai nữa. Xong. Đúng là giựt khung cung nương nương. Trận đấu này có Gia Phi, Hoàn Phi, cái gì Thư Phi, Hoạn Phi cũng có nữa. Và mọi người đừng chuyển kênh nha, mình sẽ xem trận đấu nữa cho tất cả bạn cùng xem nha. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với map Hiếu Hổ Leo, với bộ skin limited đời đầu của Mad Eye. Một cái skin mà kiểu hiếm dã man ấy. Hiếm lắm, không nói chung là kiểu không thấy luôn á. Mọi người thiệt chứ. Gì mà vô là phá máy của người ta. Rồi đắt găng đi. Sao mà trận nào chơi Mad Eye cũng gặp bác sĩ vậy trời. Bực mình. Giận hết sức à. Úa vô đầu. Mad Eye là mình không có lên nhánh mắt đỏ luôn. Đó, tùy trận đấu thì mình sẽ lên nhánh 3, còn không thì trận này mình lên full phá ván, rào cửa sổ cũng như là ở nhánh gồng, đúng không? Mọi người thấy cái nội tại của mình cạnh cái tai không? Đấy, đấy là nội tại của Persona, khi mà mình gồng lên thì sẽ được tăng tốc độ chạy. Rất là ngon luôn. Ôi chết rồi.
Mà cha nội này ăn ván với nhảy cửa sổ là tôi thấy nó mệt lắm luôn á. Cả hãy tại pizza luôn mà mọi người. Mọi người thấy cái skin này giống với cái nước gì Hy Lạp Athens gì đó. Cái nước đầu tiên tổ chức Thế vận hội Olympic đó. Biết đúng không nha? Sai thì mọi người cho em ý kiến nha. Ngày xưa có cái mấy cái bộ phim mà rửa. Ui giời ơi! Mọi người thấy gì chưa? Kinh khủng! Trời ui! Sau trận này là lính thuê sẽ ra tâm sự với lính tiên tri nhiều lắm. Tâm sự mỏng mọi người ạ. À. Để mình cho tù nhân vô lãnh cung luôn. Trời ơi! Tôi chơi mét ai đã dơ rồi mà gặp ông tiên tri bút cú. Lính tiên tri. Mày dám đập vánh mẹ sao? Trời ơi! Đâu rồi? Tạo rào nè. Nhốt con tiện tì này vô lãnh cung. Nửa máu. Dừa. Công nhận nhìn cái búa của ông Meta này nhìn lực ha. Mọi người biết cái bộ phim Thỏ đó. Trời ơi, cái búa đó là mình ông Thỏ đó ông nhấc được thôi. Chứ không ai nhấc được nữa. Đó. Như, nếu mà nhấc được thì không phải Thỏ nữa. Đúng không? Là phế mẹ rồi. Ôi giời. Ông kia ông còn fly sụp. Anh niệm. Ui ôi. Ôi ôi. Dám canh ván mẹ hả? Được một lần thôi. Đấy, mọi người thấy phá ván chưa? Cứ lên 3 điểm phá ván cho mình. Thậm chí không cần lên nữa cơ. Mình thấy nhân vật này nếu mà lên 3 điểm phá ván siêu nhanh mà không lên nữa thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Kiểu cơ bản nó đã mạnh quá mạnh rồi. Chuyển máy là giữa mát. Đâu rồi? Đây. Hiểu nhau sao? Hiểu nhau sao? Không còn tương lai nữa. Trời ơi, dám hiểu nhau. Nhốt con bác sĩ vô giật khung cung. Trời ơi, sao mà lì dữ vậy ta? Sao 10 con rồng hả má? Nữa nè. Rồi xong. Giờ tôi tới tôi hốt hai mạng thơm bơ luôn. Thơm như bánh mì sữa. Người ta bán 5.000 một ổ vậy đó. Ngon quá. Hôm nay mình sẽ múc bang bác sĩ và tù nhân nha. Mời các bạn ăn nha. Trời ơi, tự hiêu. Ôi. Vô giật khôn cung. Lên ghế luôn. Riêng bác sĩ là mình vẫn phải cho lên ghế nhá. Ưu tiên hàng đầu nha mọi người. Tại vì bác sĩ rất là khó để bắt. Mà đã cấu được máu rồi là phải bắt cho tới cùng luôn. Nó tự hồi máu. Chứ nếu như mà gặp lính thuê tiên tri thì mình cũng không có quan ngại. Bởi vì cơ bản là nó cần người trị thương. Còn bác sĩ là không. À, nhánh 6 lính thuê cứu tù nhân rồi. Một điều nữa mà mình đang gặp ở đây nữa đó chính là tù nhân hết tự heal rồi. Đó. Nếu mà mình bắt được nó thì mình sẽ có cơ hội để cho nó bleed máu chết luôn. Bleed. Yo. Sao mà tôi bực cái máy trong nhà ghê á, kéo để cam cái hầm mà nó vướng cái lầu trên này. Nè mọi người thấy không? Xàm, máy xàm dạ. Úi giời ơi, búa vô đầu liền. Nè, một cái búa nữa. Ố, bác sĩ ở dưới cứu đây à. Lên. Đây là tiên tri cứu rồi đó. Ờ, nó hiều dưới đây kìa. Nhanh dữ. Gõ búa vô đầu. Cú xỉu. Biết gì không? Hồi bling rồi, hiểu không? Giờ bạn thích ăn bling, thích ăn búa trả lời. Còn một máy cuối á. Chết rồi, đầu game mình hơi bị bóp ở chỗ là đuổi lính thuê á. Mà không biết là hồi nãy lính thuê tự heal hay sao thì mình cũng rõ vấn đề này lắm. Thôi chắc là quả này bling thôi. Búa vô đầu. Ông này mới đúng là câu búa vô đầu rồi mọi người. Cái búa ngàn cân đúng không? Bây giờ mình sẽ đi cam cái máy. Đó. Nó theo mọi người. Bây giờ là một bạn sẽ đại diện đi sửa máy là mình thấy trước mắt là tù nhân rồi đó. Còn tiên tri phải đi kiếm lính thuê để heal đúng không? Nên là cái việc cam bác sĩ thì mình không thành vấn đề. Nó bước vô mà sửa. Trời đất ơi. Cái máy đó chắc cũng vừa sửa thôi. Mình thấy cái rào nó cũng hơi bị lâu hết.
Ai đây? Thơm quá nè. Gì vậy bà nội? Vẽ một phát khỏi cứu. Mệt. Quá mệt với cái tinh thần này rồi. Có mặt để làm gì? Để bị nhốt thôi, khỏi cứu, đúng không? Hết tương lai. Cất cái máy dùm. Ôi giời ơi. Đừng có chạm vào máy của tôi. Bây giờ chỉ ước là mang ước là mang tele. Đó, mọi người thấy cái rào rất là lâu ha. Tại vì máy chưa được sửa được nhiều đâu. Mình vẫn rất dễ dàng để kiểm soát. Trời ơi, đâu phải tự nhiên mà gọi là rực khôn cung Túy Ngọc Hiên đâu. Đó, ngày xưa chân mọi người coi phim Chân Hoàn Truyện chưa? Đấy. Bị nhốt vô Túy Ngọc Hiên xong rồi đẻ ra bé bé gì? Bé gì mà Hoàng Ngạch Nương đẩy Hy Nương Nương đó, tự nhiên quên tên ngang người ta. À Lung Nguyệt, đúng rồi. Đẻ xong Lung Nguyệt là lúc đấy là đang bị nhốt ở Túy Ngọc Hiên đấy. Để sau này mới biết là cái gì bà Châu gì cứ tự sát chết để mang thái y vô đó. Lúc đó là mới đi chùa Cam Lộ đó. Nhốt thằng này vô. Sao? Hôm nay ai là bé ngoan của anh nào? Ôi, để mình nhốt Tiên Tri lại nha. Vừa rồi xong. Tiên Tri ơi, bạn có ổn không? Tiên Tri ơi, bạn có ổn không vậy? Chứ tôi thấy là tôi không thấy ổn rồi đó. Cúa vô đầu. Cúa vô đầu. Này thì cúa vô đầu. Thương ghê vậy đó. Cái máy bên kia nó rung kìa. Máy bên kia thông á. Yo, giam vô lãnh cung. Không được sửa. Thương Tiên Tri ghê vậy đó. Thương lắm luôn, nó mới rào vô. Trời đất ơi. Thế bây giờ bạn muốn ở Dực Khôn Cung hay là bạn muốn ở Diên Hy Cung? Trả lời. Hay Túy Ngọc Hiên? Vô. Rồi xong. Tôi thấy là tàn đời lĩnh tù nhân rồi đó. Rồi. Quên nãy giờ không bật tia sét thì giờ mới nhớ. Rồi, ngủ đó luôn má. Rồi ngủ luôn rồi đó. Hết hết tự trị thương rồi. Rồi lính thuê lại cứu hả? Yo. Đụng vô là bỏng tay, những cái máy này hết năng lượng rồi, bực ghê. Hết năng lượng. Chán. Túa vào đầu. Đấy, mọi người thấy cái sự lau kiếm của nhân vật này chưa? Nó rất là mạnh luôn. Giống như kiểu không lau ấy. Đây, có một cái máy ở đây nữa. Này, ngủ luôn. Rồi xong rồi đó, thắng rồi. Tại vì là mọi người biết là rào lính thuê, không biết lính thuê tự hiêu hay không. Nhưng mà tù nhân là hết rồi, máy chả ai sửa luôn. Rất là khó sửa. Mấy bạn này không có đi phá máy của mình. Nên là mình có nhiều năng lượng để vẽ rào. Thơm, ngon gì đâu. Đâu? Ủa đầu hàng rồi. Thôi nếu mà đầu hàng thì mình sẽ kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau nha. Chúc mọi người có một buổi đầu tuần ở đại học hành điểm cao, may mắn. Rồi trả lời được những câu hỏi của giáo viên nha. Bye bye mọi người nha.